Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Honda Navi 2009 ra mắt cái phiên bản CBS có mức giá bán 15 triệu đồng. Honda Navi CBS 2009 là cái chiếc tay ga thứ 6 trong gia đình xe tay ga của nhà Honda, được trang bị cái tính năng CBS với thiết kế bên ngoài minh kỳ là cực kỳ đáo thể thao. Và giá của Navi CBS 2009 rơi vào khoảng 47.110 ruby, tương đương khoảng là 15.200.000 đồng Việt Nam. Đi kèm với đó là 6 màu sắc khác nhau đầy cá tính, cho những khách hàng dễ dàng lựa chọn như đỏ, trắng, đen, nâu, xanh lá cây và cam. Cái chiếc Navi CBS 2009 là mẫu tay ga có thiết kế cái kiểu là minh kỳ đậm chất thể thao. Xe chỉ nặng 100kg, nên đây là mẫu xe mang lại cái sự nhanh nhẹn di chuyển ở trên phố. Hệ thống cái giảm sốc trước, cái dàn ống lồng và phía sau là motor shock. Phanh tăng trống 130mm cho cả hai đầu. Bánh trước 12 inch và bánh sau là 10 inch. Đi kèm cái lớp trước là 90/90 và phía sau 90/100. Navi CBS, cái phiên bản mới mang trên mình cái công nghệ an toàn CBS. Cái động cơ của mẫu xe này là xăng đơn 109,19 cc, sinh ra cái công suất là 8 PS, tại vòng tua là 7.000 vòng trên phút. Mô men sắc đại 8,94 m, tại vòng tua 5.500 phút. Và đây là những cái màu sắc của cái chiếc Navi CBS 2009. Honda Navi CBS 2009, cái màu đỏ. Navi CBS 2009, cái màu đen. Navi CBS 2009, cái màu trắng. Navi CBS 2009, cái màu cam. Navi CBS 2009, cái màu xanh lá. Navi CBS 2009, cái màu nâu. Và đây là vài thông số kỹ thuật cơ bản của cái chiếc Navi CBS 2009. Cái động cơ là xăng đơn SOC 4 thì với dung tích là 109,19 cc. Cái công suất đa 8,03 PS A cộng 7.000 vòng trên phút. Mô men sắc đại 8,94 m A cộng 5.500 phút. Cái chiều dài 1.805 mm. Cái chiều rộng là 748 mm. Cái chiều cao 1.039 mm. Cái cơ sở bánh là 1.286 mm. Cái trọng lượng xe 100kg. Dung tích bình xăng 3.5 lít. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, thì trực tiếp nhớ like, subscribe.